Em bé áo đỏ đáng yêu nhất những ngày qua với hành động ít ai dám làm. Sau lớn lên có thể vênh mặt kể chiến tích, được thủ tướng bế với bạn bè đây rồi. Những ngày qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính liên tục có chuyến công tác tới nhiều địa phương bị thiệt hại do mưa lũ để hỏi thăm tình hình và động viên cán bộ chiến sĩ cũng như bà con gắng sức vượt qua khó khăn. Nổi bật trong số đó là hình ảnh em bé váy đỏ khi chào đón Thủ tướng đã dũng cảm đòi bế. Khoảnh khắc được ông bế lên, em bé còn giơ tay nở nụ cười thật tươi, như thể mình là người chiến thắng. Khoảnh khắc đáng yêu này của cô bé đã khiến ai nấy tan chảy. Cư dân mạng cũng lục lại được một đoạn clip từ rất lâu rồi và khám phá ra, hóa ra Thủ tướng là một người rất yêu trẻ. Bác luôn trìu mến với các em. Nhưng hồi trước, khi giơ tay bế các bé thì các bé đều sợ người lạ và không theo, khiến bác ngại ngùng, vô cùng đáng yêu. Bây giờ thì Thủ tướng của chúng ta đã khác xưa lắm rồi. Được các em nhỏ vây quanh thi nhau đòi ông bế. Thủ tướng dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn nấn ná lại để bế hết các em nhỏ nơi đây một lượt, khiến ai nấy xúc động vì sự gần gũi của bác. Ngoài các em bé thì một chú khỉ ở vườn Safari Phú Quốc cũng rất tranh thủ khi leo lên làm đũng với bác trong một lần bác ghé thăm, khiến bác phải cười ồ vì bất ngờ. Hiện Thủ tướng Phạm Minh Chính đang được rất nhiều người dân Việt Nam yêu quý và đặt cho biệt danh là Gấu Ú bởi ngoại hình đáng yêu của bác. Đúng thật là những hình ảnh vô cùng đáng quý, gần gũi giữa lãnh đạo và nhân dân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.